Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thời sự trưa nay ngày 13 tháng 1 của VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu là một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị khán giả, giá vàng trong nước những ngày qua giảm liên tiếp kể từ khi Ngân hàng Nhà nước chính thức thực thi và áp dụng mạng lưới kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định mới. Đây được cho là những kết quả tích cực ban đầu về quản lý thị trường vàng. Và việc mua bán vàng tại các đơn vị cấp phép sẽ an toàn cho người mua. Còn nếu người tiêu dùng cố tình mua bán ở những tiệm vàng không được cấp phép sẽ rất rủi ro vì nếu cơ quan chức năng phát hiện sẽ xử phạt cả tiệm vàng lẫn các bên mua bán với mức phạt rất cao. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, khi mua bán vàng, người mua nên yêu cầu nơi bán như các công ty, ngân hàng, xuất hóa đơn, trong đó ghi rõ số seri để có thể khiếu nại nếu phát sinh sự cố. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại, kể cả chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng và các doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng đều treo biển thông báo bán vàng miếng. Hiện việc mua bán vàng miếng được xem như mua bán ngoại tệ, theo quy định về xử phạt hành vi kinh doanh mua bán vàng không đúng với quy định của pháp luật. Cụ thể, nếu mua bán vàng không đúng nơi quy định, người dân có thể bị tịch thu vàng nếu đem bán, tịch thu tiền nếu đem tiền đi mua vàng và còn bị phạt thêm từ 50 đến 100 triệu đồng. Trước thông tin nhiều mặt hàng sinh hoạt đang nhìn nhau tăng giá dịp gần Tết, Bộ Tài chính cho biết các công tác như kiểm tra kiểm soát giá cả đang được gấp rút tiến hành song song với các biện pháp bình ổn giá thị trường. Cục Quản lý giá đã báo cáo Bộ thành lập các đoàn đi nắm bắt kiểm tra thị trường vào cuối năm và dịp trước Tết Quý Tỵ. Dự kiến sẽ kiểm tra cả ba miền Bắc, Trung, Nam và phối hợp với các ban ngành khác để nắm bắt tình hình điều phối cung cầu cũng như nắm tình hình dự trữ hàng hóa để thực hiện bình ổn giá và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. Về việc kiểm soát đăng ký niêm yết giá, Cục Quản lý giá khẳng định cơ quan quản lý sẽ siết việc kê khai và những phương án tăng giá của các doanh nghiệp, tránh tình trạng tăng giá trước, đăng ký sau và dự báo chỉ số tiêu dùng trong những tháng đầu năm sẽ không tăng đột biến mà sẽ theo quy luật hàng năm, tức là xoay quanh mốc 1%. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đường làm xong lại bị đào lên để lắp hệ thống nước, hệ thống điện đã được đề cập đến nhiều lần mà vẫn chưa có hướng khắc phục hợp lý, gây ra rất nhiều khó khăn cho các hộ dân sống trên con đường công trình được triển khai. Và có nơi còn gây thiệt hại về kinh tế không ít cho hàng loạt hộ kinh doanh bởi các đơn vị thi công ì ạch hoặc chậm trả lại mặt bằng. Có thể nhìn thấy điều này tại Phú Yên khi mà thời điểm cuối năm là dịp kinh doanh rất hiệu quả, nhưng giờ thì nhiều khu phố không thể buôn bán bởi việc thi công này. Con phố Lê Thánh Tôn, thành phố Tuy Hòa vốn đã nhỏ hẹp, bây giờ càng hẹp hơn khi hơn nửa con đường bị đơn vị thi công ngăn lại để lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt. Tuy nhiên, điều mà người dân bức xúc là cát, đất múc lên cả một thời gian dài nhưng không thi công vẫn để đó. Bức xúc nhất là những hộ kinh doanh. Là mọi hôm là bán buổi sáng nhưng mà nay là giảm không bán buổi sáng, bán vào buổi chiều. Cái lượng khách đó người ta rất là thưa thớt và cái đường đi không có thuận tiện, người ta đi là người ta đi luôn, người ta không quay lại. Ở một con đường khác, việc kinh doanh của nhiều hộ gia đình cũng rơi vào cảnh bế tắc khi đơn vị thi công lắp đặt xong hệ thống nước nhưng không trả lại mặt bằng. Cả gia đình của bà Lý Kim Oanh dựa vào quán nhỏ này, nhưng đã gần một tháng nay bà phải tạm ngưng bán bánh mì và xăng. Còn cà phê thì chẳng mấy ai đến uống bởi con mương bỗng dưng nằm ngay trước nhà. Hàng loạt hộ kinh doanh nằm ngay trên con đường Hùng Vương này cũng rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm. Cuộc sống ở nhà là chỉ dựa vào cái quán đây. Mà ế ẩm là coi như bánh mì bán cũng không được. Mà xăng bán cũng được. Gần Tết gần tao lâu rồi. Tình thử giờ gia đình cũng dựa vào cái quán mà làm vậy là gia đình không có đủ tiền. Thông thường, việc thi công đường, nước và điện đi cùng một lúc. Nhưng ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trong thời gian gần đây, nhiều con đường đã thi công xong lại bị đào lên để lắp đặt hệ thống nước. Nhiều người bất bình bởi sau khi thi công xong không trả lại mặt bằng mà thay vào đó là những hầm, những hố, những con mương dài ngoằn ngoèo nằm ngay trước mặt nhà, trước mặt cửa hàng buôn bán. Chưa nói đến việc con đường sẽ bị chắp vá nham nhở, việc tham gia giao thông của những người dân bị trở ngại vì cách làm này mà kéo theo đó là cuộc sống của người dân bị đảo lộn, hàng loạt hộ kinh doanh bị thiệt hại. Cái thời buổi bây giờ mà họ coi như là còn làm cái cánh này nữa là làm sao đào lên rồi đỡ cho trở ngại của dân buôn bán đi lại sinh hoạt, em thấy không, rất là bất tiện. Cho đến lúc này đã gần một tháng, những hộ kinh doanh trên con phố này đã không thể buôn bán và họ cũng không biết cho đến lúc nào việc kinh doanh của mình sẽ trở lại bình thường khi mà đường trước nhà vẫn là những con mương.
tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2012. Có 72 tác phẩm thuộc 8 hội chuyên ngành trung ương và 54 hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành đã được trao giải. Với ý nghĩa tôn vinh lên một tầm mới những tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các lĩnh vực, giải thưởng dành cho các hội chuyên ngành thực hiện theo cơ chế tham dự và nhận giải, chứ không xét giải, dựa trên sự đề cử của các hội chuyên ngành. Theo đó, 8 tác phẩm được trao đều là những tác phẩm tiêu biểu đã được công chúng ghi nhận như tập thơ Trường Ca Chân Đất của nhà thơ Thanh Thảo, phim truyện Mùi Cỏ Cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, hay vở kịch Những Mặt Người Thấp Thoáng của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang. Ngoài ra, đáng chú ý, trong 64 giải thưởng trao cho hội viên các hội văn học nghệ thuật địa phương có 2 giải A và 10 giải dành cho tác giả trẻ. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tổ chức chương trình hội ngộ ông đồ lần 2 với sự tham gia của gần 100 ông đồ đến từ 12 câu lạc bộ thư pháp trên cả nước. Nhiều tiết mục biểu diễn thư pháp đặc sắc tại chương trình hội ngộ ông đồ lần 2 đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người yêu mến nghệ thuật thư pháp như đánh trống khai danh 100 ông đồ, trưng bày 8 kỷ lục thư pháp và những kỷ lục về những người thực hiện thư pháp. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức triển lãm tranh thư pháp làm từ thiện. Các ông đồ sẽ trao tặng bức tranh thư pháp đặc biệt cho ban tổ chức đấu giá gây quỹ ý chí kỷ lục, điểm chỉ vào bức thư pháp bằng lụa tím về danh thắng Việt Nam, tặng chữ thư pháp cho khách tham quan. Đây cũng là dịp để người dân cũng như du khách nước ngoài có dịp tìm hiểu về sự giàu đẹp trong sáng của tiếng Việt và thêm yêu ngôn ngữ nước nhà. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày hôm qua, tàu cứu nạn SIR-412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 2 đã lai dắt hai tàu cá KH-98568 và QNG-92101 với 15 thuyền viên đã cập bến an toàn tại bến cảng Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đó, nhận được tin báo của tàu KH-98568 của ông Võ Công, trú ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ và ông Nguyễn Văn Bi, trú ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 2 đã điều tàu cứu nạn SIR-412 ra ứng cứu. Đến 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, SIR-412 đã tiếp cận được tàu bị nạn gần khu vực vùng biển thuộc đảo Chi Tôn, quần đảo Hoàng Sa. Đến 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, trong khi lai dắt tàu KH-98568, thì tàu SIR-412 tiếp tục nhận lệnh cứu nạn tàu QNG-92101 có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Xịn, trú ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng gặp nạn đang trôi tự do trên biển tại vị trí 14,08 độ Vĩ Bắc, 110,336 độ Kinh Đông, cách điểm tiếp cận tàu KH-98568 gần 100 hải lý. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SIR-412 tiếp cận được tàu QNG-92101 và tiến hành lai dắt cả hai tàu vào bờ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sau mùa mưa lũ ở miền Trung, không chỉ làm cho nhiều tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp mà nhiều cây cầu thiết kế vĩnh cửu cũng trong tình trạng hư hỏng. Tuy nhiên, theo các đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ, phần lớn những cây cầu bị yếu hư hỏng này chỉ được bảo trì sửa chữa chứ chưa thể đầu tư xây dựng mới trong năm 2013. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến quốc lộ 1 qua khu vực miền Trung hiện có khoảng 70 cây cầu yếu, trong đó có khoảng 10 cây cầu đang tiến hành sửa chữa. Phần lớn những cây cầu yếu này vừa mới xuất hiện trong cuối mùa mưa lũ năm 2012. Dự kiến trong năm nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải chỉ bố trí vốn sửa chữa khoảng 20 cây cầu yếu trên tuyến, số còn lại sẽ được bố trí sửa chữa trong những năm tiếp theo. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên những cây cầu này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ gắn các biển báo giới hạn tải trọng qua cầu, đồng thời cắt cử người làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Cảnh sát đeo thẻ xanh mới có quyền dừng phương tiện. Đây là quy định tại thông tư số 45 của Bộ Công an về biển hiệu và giấy chứng nhận tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Theo đó, chỉ có những cảnh sát giao thông mang biển hiệu tuần tra kiểm soát màu xanh do Bộ Công an cấp
trên ngược trái mới có quyền dừng các phương tiện đang lưu thông để xử lý. Ai không đeo bảng hiệu này mà ra tín hiệu dừng xe đều sai quy định của ngành. Những cảnh sát giao thông được cấp thẻ này phải có trình độ trung cấp cảnh sát trở lên và phải trải qua kỳ sát hạch. Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang bức xúc khi gần đây xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lỗi mở cửa xe ô tô không quan sát kỹ. Sự thiếu cẩn trọng khi quan sát của những người lái xe này dẫn tới cái chết của người khác đều xuất phát từ sự vô ý. Nhưng lúc này, nhiều người còn thắc mắc hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào để cho những vụ tai nạn đáng tiếc như vậy không còn xảy ra. Đây là chiếc xe gây tai nạn hôm 7 tháng 1 năm 2013, xảy ra trên đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Do quan sát không kỹ, lái xe Lộc Văn Quang đã mở cửa xe đập trúng vào xe máy của vợ chồng anh Trần Quốc Tuấn và vợ là chị Trần Thị Thanh Huyền. Hậu quả là hai vợ chồng anh Tuấn ngã xuống đường và chị Huyền đã bị đập đầu xuống đường tử vong ngay tại chỗ. Tôi ra tôi thấy là vợ thì nằm rồi, chồng thì cũng nằm rồi. Chồng ráng ngồi lên để bấm điện thoại về gia đình. Thì là vợ rồi nằm xuống luôn. Rồi vợ thì là ngó chồng cái là nằm luôn, đi luôn. Sáng nay mới đám ma đi qua đây dừng lại lấy hồn này. Thấy tội nghiệp quá, hai đứa nhỏ. Sau khi mà tỉnh lại được ấy, thì thấy mình nằm ở trên vỉa hè. Thì là lúc đấy thì mình không thể nào tưởng tượng được là cái vừa xảy ra cái sự việc gì cả. Đấy thì nhìn xuống dưới đường thì thấy người nằm phủ mền lên, thì thêm một lát sau nữa thì có một hai anh đưa ra cái xe của công an nên là cứu thương đấy, xong rồi chở vào bệnh viện. Đấy, từ lúc vào bệnh viện thì bác sĩ cũng khám ấy, rồi là chụp chiếu, rồi là cũng truyền nước rồi các thứ. Thì đến nó khoảng 6 rưỡi thì bắt đầu là cảm thấy là tỉnh thì hỏi vợ đâu, thì mọi người cứ bảo vợ đang điều trị thì biết thế. Thế còn thực tình cũng chẳng biết vợ đâu, thì mãi đến đêm rồi thì lúc bây giờ thì mọi người không giấu được nữa. Thì nói là vợ bây giờ là chết rồi. Sự bất cẩn của con người luôn là thủ phạm của những vụ tai nạn giao thông như vậy. Một vụ khác tương tự cũng do lỗi của tài xế mở cửa xe bất cẩn là vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Tài xế ô tô Lexus mở cửa xe khiến người đàn ông đi xe máy từ phía sau vượt lên, va vào và ngã ra đường. Cùng lúc xe tải đi qua không kịp phanh đã đâm vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thì theo cái quy chế phối hợp của pháp luật, sau khi xảy ra tai nạn thì chúng tôi xuống hiện trường và thấy tình hình nó phức tạp, thì một mặt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và có đã báo cho cơ quan điều tra, cử lực lượng để điều tra khám nghiệm hiện trường và xử lý. Theo chúng tôi biết được thì hồ sơ cũng đã đang hoàn tất và là cơ quan điều tra đã khởi tố cái vụ án này để mà tiếp tục xử lý đối với người vi phạm. Hai vụ tai nạn trên chỉ là điển hình của nhiều trường hợp khác mà sự bất cẩn hay thiếu ý thức dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Mở cửa xe, một hành động tưởng chừng như vô hại, nhưng sai quy định đã mang đến cái chết, nỗi bất hạnh của nhiều gia đình. Rồi đây, những vụ án sẽ được mang ra xét xử. Những tài xế thiếu ý thức trách nhiệm sẽ phải chịu những hình phạt tương xứng do những hậu quả gây ra. Người chết, người mất người thân và người bị ở tù. Đây chính là hồi chuông cảnh báo và chấp hành luật giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Bản tin thời sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin qua website www.vtvphuyen.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.